mọi người nha, hôm nay mình giới thiệu cho mọi người về một chiếc xe Honda nha. Nói chung là mình cũng không biết diễn tả cái xe này như thế nào hết. Tại con ô tô thì mình còn diễn được, mà hôm nay mình tả cái con này không biết tả kiểu gì. Mình thấy nó đẹp quá, mà nó giống cái xe siêu nhân ha. Cái phần đầu là giống con siêu nhân á. Nói chung là rất là đẹp luôn. Mở cái này không biết mở cái gì luôn. Không biết mở cái này cái gì. À nó có cái này giật ra. Rồi, nói chung là lâu lắm rồi mình bỏ cái xe máy này, tới mấy năm nay mới chạy lại cho nên là mình không biết cách mở luôn. Để đây đi ha. Nói chung là mình để đây đi. Thì cái con xe máy này bà con, mình thấy là nó có cái đèn ha. Phần đèn rất là đẹp luôn. Tắt ha, bây giờ mình đang tắt rồi. Nước sơn xe này là mới tinh ha. Thì bây giờ bà con biết ngày hôm nay tại sao mà mình quảng cáo xe máy không? Tại cái xe này thật sự là khách hàng mang tới đây bán cho mình chiếc xe ô tô, nhưng mà khách hàng không thể đi cái này về được. Và khách hàng kêu thôi Pháp Anh mua được bao nhiêu. Thì mình thấy nó đẹp quá, nói chung là đã quá ha. Mình mua luôn. Mà mình mua luôn mà mình không biết cách chạy luôn. Mình cũng không biết chạy nó như thế nào nữa. Với nhà cũng đi ô tô không à. Không có không có chạy, đâm ra là mình cũng để nó cũng hơi phí. Cho nên là bà con nào mà trên mạng ha, coi kênh ô tô Pháp Anh được mà thấy mình thấy cái quảng cáo cái con này như thế nào thì bà con có thể là đến mua rinh nó về nhà đi nha. Chứ còn mình thì mình để mình hơi phí ha. Anh em nào mua thì mình bán cho. Xe này thì chủ nhà người ta mới mua đâu 41, 42 gì đó. Mình mua lại là 33 rồi. Anh em cho mình 1 triệu đi ha, 34 đi. Đó, mình để cho anh em đi nha. Xe hồ sơ này thì mình ký ủy quyền cho bà con nha. Anh em nào mà thích thì mình ký thôi ha. Còn không thì để mình đi mấy cái xe này để đi đi. Ô tô mà thật sự cái ô tô mà cả mấy trăm triệu kia mà người ta còn để người ta đi đúng không bà con? Mắc gì mà mấy cái xe này mày? Xe này cái gì cũng còn mới ha. Cái vỏ này là vỏ rin theo xe luôn nè, gai còn nguyên. Anh em thấy không? Gai còn nguyên luôn. Vỏ rin theo xe gai còn nguyên luôn. Cái này mà nó còn mới tinh như vậy mà, đã có nhìn thấy không? Không có một cái dấu vết mà gọi là mà xước vậy ha. Đẹp lắm, nói chung là đẹp rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Ốc 7 màu còn nguyên ha. Nói chung là xe này chưa có đụng cái gì một cái gì tới. Anh em nhìn thấy ốc 7 màu nè. Ốc 7 màu của cái con xe này còn nguyên ha. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Mình chưa có thấy cái dấu gì mà gọi là va quẹt hết. Như mấy chỗ này nè. Thường thường mấy chỗ này chạy xước nhiều lắm mà đây nó không có bị gì hết ha. Còn đây là chắc mình nghĩ là đồ chơi người ta bỏ vô thêm ha. Mình không thích thì mình có thể mình cậy ra nha. Mình không thích mình giục đi ha. Còn ai thích thì đi mà. Còn xung quanh sơn đây thì còn đẹp lắm. Mấy này còn cái bộ máy của nó thì mình chẳng test được bà con ơi ha, mình không có biết được bên trong nó có cái gì ha. Xe ô tô thì mình còn thử được bên trong nó có cái gì thì cái này mình chẳng thử được. Nói chung là mình không có cho bà con coi được cái này ha. Mà mình nghĩ mấy cái xe mới này chắc chắn là nó còn zin nguyên rồi ha. Không có đến nỗi mà phải gì đâu. Tại cái xe này người ta đi ít lắm. Ốc nè, ốc chân nhún nó còn nguyên ha. Cái dòng xe này mình nghe nói là chạy rất là êm luôn bà con. Chạy rất là êm và sướng đó. Mà mình thử chạy một vòng rồi nhún nó rất là đã coi nha. Rất là êm sướng lắm. Mâm vỏ sau còn đẹp lắm. Cái vỏ sau này cũng mới tinh luôn ha, gai còn nguyên này. Cái xe này thì biển số là 75K ha, 51995. Xe này thì anh em nào mà mua ha, mà mua thì mình sẽ ký giấy mua bán cho anh em ha. Thì anh em có thể tự rút hồ sơ ha. Tại vì xe này thì còn về giá cả thì anh em cứ bình luận comment bên dưới ha, coi cái xe này là bao nhiêu, có thể là mình bán bao nhiêu là hợp lý. Tại thật sự mình đổi, mình bán cái xe ô tô mình có lời rồi. Rồi cái xe này mình mua người ta là 43 triệu. Cái 33 triệu thì anh em nào mà mua được thì cho mình thêm 1 triệu nữa ha. Thì là thành 34 triệu nha. Giờ mình ký mua bán cho anh em. Cái xe này là giấy bảo dưỡng của xe là còn nguyên nha, tại xe này mới mua mà. Mới mua đi cũng không được bao nhiêu hết á. Đồ đạc quá trời anh em nhìn thấy không? Xe này còn mới tinh ha, những con ốc này mình chưa có vô bung gì hết. Còn zin nguyên ha. Thùng ha. Mới tinh luôn ha. Cái này đã thiệt chứ. Như một chiếc xe mới, ở đây là cái đồ nghề của xe ha.
Mấy này là còn nguyên nè. Và cái km xe này bây giờ mình thử test cái km thử cho anh em xem ha. Đây km nó đi nè anh em nhìn thấy không, trời nó hơi nắng nên chói cho nên là bà con nhìn không rõ luôn. 2538 hơn, 2538 hơn, km đi rất là ít. Nói chung là xe này, cái người khách này người ta mua ở Huế, người ta chạy tỷ từ mùa Huế vô đây ha, y như là người ta muốn cho đứa con ở trong này. Nhưng mà lúc cuộc trong cái thời gian mà cho con đứa con trong này thì con người ta lên đây thì người ta thấy ô tô đẹp quá người ta mua ha, người ta mua người ta đi. Mà trong thời gian đi thì thấy vậy thì lên ô tô fan thì lúc cuộc bán bán không ấy ha. Nói chung là bán không có chạy về bắt đầu là bỏ đây là mình bán luôn. Mình thấy giá mình thấy đẹp đó nè, mình tính lấy về cho vợ đi nhưng mà cái xe này nó bự quá, thật sự là vợ đi không được. Mà anh em nào mà có nhà hứng thì có thể là lấy ha, đi ha. Mấy cái chi tiết của cái khu vực đây là còn mới tinh nha anh em, nó như mới vậy đó ha. Tại vì xe này thật sự là như mới lắm, mà đã chạy gì mấy đâu, còn rất là mới ha. Những cái nút và những cái chi tiết xe với góc không có dấu nào chạy hết ha. Thường là mấy cái xe mà chạy nhiều đó là mình nói bà con là nó chạy hết ha. Còn cái này nó còn nguyên không nhờ con ha, không có dấu vết gì hết. Đây cũng vậy nè, cái kèn nè, do mình để nó bụi thôi ha, rất là đẹp, mới tinh hơn. Thì đó anh em mình là người nào mà có nhà hứng ha. Đây là cái xăng ha, nắp xăng, đổ xăng ha. Anh em nào mà có nhà hứng muốn mua cái xe này thì hãy liên hệ trực tiếp bên mình nha, bên ô tô fan, để cho nhân viên có thể là tư vấn giúp cho anh em mua chiếc xe này anh em ha. Thì xe này mình cũng chẳng có gì để tả hết, nó còn mới tinh hết nè, tại vì không có dấu gì chạy xước hết nha. Như con ô tô thì mình có cách tả, cái con này cũng chẳng có gì để tả hết anh em ha. Gầm nhớt cũng chẳng thấy đâu ha, không, nói chung là không có ha. Ví dụ như khu vực đây là cũng không thấy cái gì gọi là bẩn thỉu hay xấu hết. Còn cái chỗ này là chỗ thông số của xe thôi, không có gì đâu ha. Mấy cái này thì chẳng có cái gì hết á, không có gì liên quan tới mấy cái thông số thôi, lớp kích thước thôi. Anh em nào mà có nhà hứng muốn mua xe này thì hãy gọi bên ô tô fan nha, theo số điện thoại 075522 để nhân viên có thể tư vấn cho anh em. Thì với những xe mình đang bán này anh em nè, thì anh em có thể cứ gọi trực tiếp vô và có thể anh em kêu nhân viên chụp cái cà vẹt hay là cái gì đó ha, để cho anh em lấy xe đi ha. Thôi bây giờ mình cũng kết thúc video, mình cũng chạy về trên nhà đây. Nói chung là hôm nay mình bỏ con ô tô kia mình đi về trên nhà nha anh em. Lâu lâu dạo mát thử một vòng. Nói chung là lâu lâu chạy cái con này cảm giác nó rất là mát ha. Ngoài đường đi là cả bầu trời là riêng mình luôn. Còn mình đi cái con xe ô tô là nó như một cái hộp ha, rất là bí. Nếu mà anh em mà có nhà hứng mà đi phượt ha, muốn đi chơi hoặc là muốn Tết này cũng gần tới rồi, sắm một con đi cho gia đình riêng mình ha, chạy rất là ok luôn anh em. Rất là buồn luôn, một chiếc xe lỗ quá trời tiền. Cái tội ham chơi nè, ham mê xe nè, bây giờ lỗ quá trời. Rất là buồn luôn anh em. Lấy mấy bắp dây nè. Đâu? Dây dù, mua dây dù dây nhỏ thôi. Rất là buồn luôn anh em. Ham chơi, nói chung là cũng vì ham. Thấy xe đẹp quá ham mua về bây giờ lỗ tè le hết, lỗ tè le hàng me. Rất là buồn luôn mình anh em ạ. Nhưng mà thôi vì cuộc sống mình phải bán thôi. Rất là buồn luôn.
mà nói chung là cũng vì em thích thì mua lúc mà phải chấp nhận phải bán, rất là buồn thôi, nhưng mà kệ, bán được xe là vui rồi. Không đang chơi ô tô chuyển qua chơi xe máy, nói chung là cũng chấp nhận phải lỗ một vài triệu ha. Ô tô dám chấp nhận lỗ 20 triệu 30 triệu mà, còn cái xe này lỗ 1-2 triệu là bình thường. Cho nên là thôi, cảm ơn tất cả anh em bà con đã theo dõi clip mình. Thì trong cái tuần vừa rồi thì mình có đăng cái clip đó lên thì khách hàng gọi rất là nhiều ha. Thì bây giờ xe mình đã bán rồi nhưng mà con, cho nên là anh em bà con là mình bán là không còn nữa nha. Thôi bye bye, kết thúc tất cả anh em bà con với những video tiếp theo. Làm thêm xe máy nữa, tại vì bán xe máy nhanh thiệt, nói chung là lấy về là bán liền ha, rất là nhanh luôn.